Đây là đoạn hình ảnh những em chim sơn ca bồi đang được vừa thay cát cũng như là đang tắm nắng mọi người nhá. Một dòng chim mà có giọng hót rất hay và đẹp. Đương nhiên với mỗi những em chim hót hay thì sẽ có giá rất cao, và những em này thì đang được ăn cám rất tốt rồi. Tương lai là những con chim hót cực kỳ hay luôn. Điển hình như em chim sơn ca này rất tự tin và nó rất thuần người mọi người nhá. Nhìn cái dáng vẻ nó đứng đấm như này thì nhiều anh em chắc cũng đủ hiểu em nó chơi hay như thế nào. Tuy nhiên là mới mang về nhà nên em nó vẫn chưa quen và chưa có thể thích nghi được tốt. Manh manh nhật và xẻ ra ba của anh em đây. Wow. Hôm nay mình dự tính sẽ tậu thêm một đôi chim sẻ Java để thả vào chiếc AV lồng gấp ghép của nhà mình nuôi những chú chim manh manh. Và sẻ Java thì thực sự mình đang kết nhất cái màu cà phê sữa, là cái màu trước mắt anh em đây. Hiện tại thì nhà mình chưa có em nào màu như thế này và cũng đang sưu tầm cho đủ bộ luôn. Ngoài ra thì những chú chim manh manh thì ở đây cũng có mọi người nhá. Đều là những dòng chim rất đẹp và ăn hạt này. Hai màu cơ bản đó chính là màu xám khói và màu xám trắng. Đấy là những cái màu cơ bản luôn. Và em này là em trống trước mắt mọi người. Màu lông rực rỡ và có vằn ở trên ngực. Cùng ở trong chiếc lồng tập trung này còn có một dòng chim khác nữa rất đặc biệt. Đó chính là chim sắc nhật ở trước mặt mọi người đây. Nhìn thì nó giống tương tự như chim di của nước ta. Tuy nhiên là ở trên người cơ thể thì nó sẽ có những cái phần lông màu trắng ở phần đỉnh đầu này, ngực, họng hoặc là ở cánh. Nhìn chung thì màu lông rất đa dạng khiến chúng nổi bật hơn. Và nghe nói thì đây là một dòng chim mà nuôi con cũng cực tốt mọi người nhá. Thấy nhiều anh em chia sẻ lâu là cái dòng chim này khi mà nuôi những chú chim non như manh manh hoặc là sẻ Java ấy, thì nó chăm sóc cực kỳ tốt. Tuy nhiên là vẫn rất là nhiều anh em yêu thích về dòng chim này bởi chúng là một dòng chim cũng khá đáng yêu và dễ thương. Anh em đừng quên là vẫn còn chim mai hoa nhá. Chắc có lẽ đây là cái lô cuối cùng của dòng chim này rồi. Chim mai hoa, một dòng chim ở trong miền Nam Việt Nam. Đối với cả chim mái thì chúng có bộ lông màu vàng và màu xám nhạt hơn như kia. Còn chim trống thì có bộ lông màu đỏ rất rực rỡ. Dòng chim này rất nhỏ thôi, cơ bằng chim hút mật. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy cả những chú chim hút mật họng đen nữa. Về kích thước cơ thể thì loài này có kích cỡ trung bình trong trọ chim hút mật. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ phần cằm của nó có những cái vệt đen kéo dài xuống gần bụng dưới. Nhìn chung thì em nó thì cũng rất là nổi bật về bộ lông trên cơ thể. Nhưng mà ở trong họ này thì còn có rất là nhiều các cái dòng chim màu sắc nổi bật nữa. Nhưng đối với miền Bắc thì chim họng đen cũng là dòng chim dễ nuôi rồi. Rồi quay qua cho mọi người nhà như vậy, giờ đến công việc chính, đó chính là những chú chim sẻ Java mà mình sẽ phải bắt nó. Ban đầu thì nhìn các em nó đứng tưởng là ngoan và rất là dễ móc cơ, nhưng mà về sau thì cũng cảm thấy rất là vất vả mọi người ạ. Nó không hề đứng như là chúng ta đang nhìn, và sau một hồi không móc được thì đã phải dùng phụt nước để phụt vào. Ở trên tay của mình đây thì là một em chim mái, màu sắc mỏ nhạt hơn, mặt hiền hơn. Còn chim trống thì mọi người có thể thấy là phần mỏ sừng to là và đỏ, mắt đỏ, viền đỏ và nhìn trông nó sắc nét hơn nhiều. Màu lông thì cũng đậm hơn. Ok rồi, giờ thì mình sẽ mang về nhá. Đây chính là chiếc chuồng nuôi AV mà mình dự tính là sẽ thả các em nó vào. Và ban đầu thì mình đang nuôi đó chính là những chú chim manh manh nhật. Và chúng nó cũng đang trong quá trình tha rác vào những chiếc tổ gáo dừa này rồi. Ở đây thì mình đang có hai em trống và hai em mái. Tổng cộng là hai đôi ở trong này nhá. Và ở trong này thì chúng nó ngủ rất là ngoan trong quá trình buổi tối. Đó, đây chính là những chiếc tổ của nó. Những chú chim sẻ Java sau khi bị ướt lông thì mình cho phơi nắng một chút, giờ thì cũng đã mượt và đẹp rồi. Mọi người nhìn bộ lông của nó có mịn không này, như nhung luôn. Và mảng màu của nó thì phân bố rất rõ ràng mọi người nhá. Giờ thì mình sẽ mang em nó ra chiếc lồng mới nhá. Và hy vọng là vào đây thì các em nó có thể sinh sản một cách nhanh nhất. Ban đầu dự tính của mình sẽ dùng cửa phụ để thả chúng vào. Tuy nhiên là khi mà cho lên ý, thì giữa cái cánh cửa ở trên AV và cái lồng tắm ý, thì nó cách nhau một quãng khá xa. Vậy nên là mình không có thể là thả được vào được cái đường này. Vậy nên là mình sẽ phải bắt ra mọi người nhá. Bắt ra thì nó sẽ hoảng và bị mất công một chút. Tuy nhiên là phải làm như này cho nó an toàn.
Đây, giờ thì mình sẽ thả các em nó ra nhé. Ở trong này thì mình dự tính là sẽ thả từ khoảng 3 đến 4 đôi là sẽ hợp lý. Và hiện tại tính cả hai em chim sẻ Java này rồi thì nó đã là khoảng 3 đôi. Mình thấy là cũng tương đối là ok rồi. Thả nhiều quá thì mật độ dày đặc cũng sẽ không có đẹp lâu mọi người ạ. Và cái thứ hai là mình cũng muốn là những lũ chim này nó ổn định ở trong này, có thể sinh sản mọi người nhé. Được cái là những dòng chim ăn hạt này thả chung với nhau thì chúng lại rất hòa đồng và không có cắn nhau như là những cái dòng chim khác mọi người ạ. Vậy nên là tuy là ở cái diện tích nhỏ và nuôi sinh sản, tuy nhiên là chúng nó cũng không có gây lộn cũng như là không có cãi vã nhau. Như này là một cái điểm mà rất là thích của những dòng chim ăn hạt. Ngoài ra thì còn có những cái bộ lông rất đẹp nữa, ăn uống thì đơn giản. Và đó đều là những cái điểm mạnh của những dòng chim này. Như hai em này thả vào chắc chắn là nó sẽ nổi bật với cả cái nền chuồng màu đen của mình trước đó. Đấy, mọi người thấy là khi mà chúng nó đứng cạnh nhau như này vẫn rất là hiền lành, không có vấn đề gì mọi người nhá. Và chiếc AV mình di chuyển ra đây vào cái vị trí mát hơn và cây tối tốt hơn thì mình thấy là rất đẹp và tự nhiên là thấy hợp lý hơn rất nhiều so với cái vị trí trước mình để. Và với dòng chim mà ưa mát và khí hậu lạnh như này thì chắc chắn là tới đây nó sẽ sinh sản rất tốt thôi.